Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh VTC 14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay ngày 13 tháng 9 năm 2016, tôi là Xuân Tú. Tôi là Thanh Huyền. Trước tiên xin mời quý vị hãy cùng điểm qua nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Khi nước lũ về muộn là muôn vàn khó khăn trong cuộc sống mưu sinh của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Tác giả của hai vở nhạc kịch ăn khách Đêm hè sau cuối và Góc phố danh vọng trở lại với dự án mới với 35 vở nhạc kịch biểu diễn liên tục. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay gặp gỡ đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Thanh Thúy để thấy rõ hơn về đời sống hôn nhân của các gia đình hoạt động nghệ thuật khi luôn phải đóng vai người của công chúng. Vào vai vị cơ trưởng hàng không Sully trong bộ phim cùng tên, Tom Hanks phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nghẹt thở khi chỉ có 208 giây quyết định sống còn. Những người dân mong lũ ở đồng bằng sông Cửu Long để mưu sinh sẽ tiếp tục phải chờ đợi khi nước về rất ít. Nhận định của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho thấy phải đến giữa tháng 10 năm nay, đỉnh lũ mới xuất hiện trên sông Tiền và sông Hậu. Dù có cao hơn năm 2015 nhưng vẫn thấp hơn so với trung bình hàng năm. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, qua theo dõi thì lũ thượng nguồn sông Mekong đang ở mức khá thấp. Cụ thể, mực nước tại trạm Kratie, Lào vào tháng 9 vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm. Mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc đang thấp hơn cả năm 2015, năm mà lũ rất nhỏ, và thấp hơn rất nhiều so với mực nước trung bình nhiều năm. Ngoài ra, lượng mưa ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên trong các tháng 7, 8, 9 cũng bị thiếu hụt khoảng 13-30%. Từ những yếu tố trên, nên nhận định khả năng năm 2016, lũ ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ nhỏ và đạt đỉnh vào giữa tháng 10 với mức trên báo động 1. Còn theo Cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trước năm 2011, bình quân 2 năm, đồng bằng sông Cửu Long có một năm lũ lớn vượt báo động 3, thậm chí có những năm lũ lớn liên tiếp kéo dài từ 4 đến 5 tháng. Điểm lại các mùa lũ những năm gần đây ở đồng bằng sông Cửu Long, 3 năm liên tiếp từ 2000 đến 2002 có lũ lớn, trong đó năm 2000 là lũ lịch sử. Thế nhưng 7 năm liên tiếp từ 2003 đến 2009, đồng bằng sông Cửu Long chỉ có lũ dưới trung bình, trong đó mực nước lũ tại Tân Châu năm 2008 chỉ đạt 3,65m, đến năm 2015 mực nước chỉ đạt 2,17m. Người dân đồng bằng sông Cửu Long vừa mới hứng chịu thiên tai khốc liệt nhất trong vòng 100 năm qua thì nay lại đối mặt với nỗi lo mới khi lũ về muộn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là sinh kế của hàng triệu người dân sống dựa vào nguồn nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi dòng sông con nước không được chia sẻ một cách công bằng thì nhiều hệ lụy xấu sẽ tiếp tục bủa vây vựa lúa lớn nhất của Việt Nam này. Đối với những người dân sống dựa vào con nước thì mùa lũ nhỏ năm nay đang ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm, manh áo của nhiều hộ gia đình. Tôm cá không còn nhiều, thay vì chài lưới thì anh Nguyễn Văn Trọng ở xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang phải chuyển sang dùng lưới câu. Vừa tốn công, tốn sức mà hiệu quả lại không cao. Nhưng đây là cách duy nhất để anh bám vào con nước lúc này. Cá giờ nó yếu mà dính cá nhỏ nhiều, cá bự rồi hết rồi. Giờ hiếm lắm mới dính còn 7-8 kg. Lũ hôm nay không có đâu, không có nước đâu. Vì sao biết không có lũ? Nước năm nay tháng 7 rồi mà chưa có nước nữa. Mỗi năm là tháng mùng 5 tháng 5 mà, nửa năm là thấy nước linh minh rồi. Đó là những hệ quả nhãn tiền mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay khi sản lượng thủy sản đã bị suy giảm đáng kể trong những năm lũ nhỏ. Ở những ngôi chợ vùng đầu nguồn, người ta vẫn tìm thấy những sản vật mùa nước nổi như cá nóc, cá rô, nhưng lại là cá nuôi chứ không phải là cá đồng đánh bắt được. Năm rồi tôi cỡ này tôi căng có bằng hàng ở đây cũng bữa cũng tấn tấn mấy. Bây giờ căng bữa cũng được vài trăm, 200-300 kg. Bởi vì nước nó nhỏ đó, rồi đồng Campuchia thì nó bao đê lại, rồi ở đâu nó ở đó, rồi mình vớn thì mình đặt chỗ nào thì nó hết chỗ đó luôn. Nó không có trồi ra trên, nó trồi xuống được, là nó ít tình ít khoảng đó. Còn mỗi năm mà nước nó cao lên á, nước nó cao ở đầu nước cá cho nó đổ xuống hoài dưới này mình đặt, mình bắt được nhiều hơn mỗi năm. Ngược dòng sông Mekong lên phía Campuchia hay Lào thì cũng có chung một tình trạng, mực nước đều thấp hơn so với trung bình hàng năm. Bên cạnh nguyên nhân do biến đổi của thời tiết khiến lượng mưa ít đi, thì trong những năm gần đây,
sự suy giảm mực nước trên con sông này tỷ lệ thuận với sự xuất hiện của các đập thủy điện mới xây dựng. Cái dòng chảy này không còn là dòng chảy tự nhiên nữa, mà còn bị can thiệp bởi những cái đập nước hoặc là những cái tác động của những cái nước nằm dọc theo cái lưu vực của sông Mekong. Chính vì vậy mà ngày nay thì nói thật ra cái vấn đề dự báo lũ ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta không đơn giản một chút nào. Nếu mà từ đây tới cuối năm không có những cái đột biến về mưa, về bão, thì có khả năng là chúng ta sẽ bị một cái trận hạn có thể nói là còn nguy hiểm hơn là cái năm 2015-16. Lũ không về, vùng Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên không phát huy được vai trò là túi trữ nước điều tiết cho miền Tây. Nước không về, phù sa không bồi đắp, không thau chua rửa phèn, nguồn thủy sản suy giảm, tình trạng xâm nhập mặn sẽ lấn sâu hơn vào đất liền. Trong vòng từ 3 tới 5 năm tới thì những cái giải pháp mà liên tỉnh hay là liên vùng hoặc là tác động xuyên biên giới, ví dụ như giữa Việt Nam và Campuchia, trong những cái mà kiểm soát cái nguồn nước như thế nào, thì cái đó là phải có những cái vận động chính sách nó lớn hơn và sẽ có sự can thiệp của chính phủ. Vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm ở hạ lưu sông Mekong, nên lúc này khi dòng sông còn nước không được chia sẻ một cách công bằng, thì nơi đây cũng sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Và có lẽ đợt hạn mặn lịch sử 100 năm qua tại đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ là điểm khởi đầu cho những hiểm họa khôn lường khi lũ không về. Ngày hôm qua 12 tháng 9, giáo sư Ngô Bảo Châu cùng cộng sự là lãnh đạo của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Hội Toán học Việt Nam đã tới thăm trường học trực tuyến Big School sau thời gian chạy kiểm thử với gần 2.000 giáo viên, 10.000 bài giảng trải dài từ lớp 1 đến lớp 12. Big School đang là trường học trực tuyến nhận được rất nhiều sự chú ý của các bạn học sinh, thầy cô, phụ huynh cùng các chuyên gia giáo dục, cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ, học trực tuyến tại Việt Nam tuy vẫn còn là một loại hình khá mới mẻ, nhưng lại giúp tiết kiệm thời gian và tăng cường được kiến thức tổng hợp cho các học sinh. Vì thế, những mô hình như ở trường học Big School cần được chú trọng nhằm đa dạng hóa việc tiếp cận thông tin của các học sinh. Giáo sư Châu đã được chứng kiến thể thao điện tử toán học đối kháng, tức là hai học sinh cùng thử sức và chạy đua trả lời các câu hỏi môn toán học để xem ai trả lời nhanh nhất và nhiều nhất. Điều này giúp tăng cường được tư duy sáng tạo của học sinh. Thông qua 5 nội dung giáo dục tạo thành ngũ hành trong thiết kế sản phẩm là học, đọc, hỏi, thi và chơi, Big School là một trường học không giới hạn về số lượng giáo viên và học sinh, không phân biệt vùng miền địa lý, giúp học sinh linh hoạt tìm kiếm và lựa chọn học tập cùng với những thầy cô giáo phù hợp với mình. Big School là dự án giáo dục trực tuyến được đề xuất và thiết kế bởi thầy giáo nổi tiếng về toán học, tiến sĩ Lê Thống Nhất, người sáng lập ra các sản phẩm, tạp chí toán tuổi thơ, các cuộc thi toán và tiếng Anh trên Internet. Năm học mới đã bắt đầu được chục ngày và tôi tin là nếp sinh hoạt của nhiều gia đình sẽ thay đổi đôi chút để phục vụ cho việc học hành của con trẻ. Nhưng không chỉ đầu năm học mà một trong những việc đau đầu nhất của các bậc cha mẹ là việc các bé có biểu hiện sợ học. Điều này thì khiến cho mỗi buổi sáng gọi trẻ dậy đi học hoặc là mỗi buổi tối ngồi kèm con học có khi trở thành cực hình ở nhiều gia đình. Và để vượt qua nỗi sợ hãi mỗi khi đến lớp thì nhiều bậc cha mẹ cũng đã ý thức được việc cho con làm quen với môi trường học mới hay là tạo hứng khởi cho các cháu khi đến trường bằng nhiều phương pháp. Và hãy cùng chúng tôi đến với một lớp học giúp trẻ kích thích trí sáng tạo, học mà chơi ngay sau đây. Một giờ dạy sinh học của Học viện Khám phá Hà Nội. Các em học sinh đang tranh luận sôi nổi về những kiến thức liên quan đến cây xanh. Cây sinh trưởng như thế nào? Tại sao lại hút được nước? Cây có vai trò ra sao? Không chỉ dừng lại ở đấy, các em còn được làm các thí nghiệm trực quan sinh động để hiểu hơn về những nguyên lý của cây xanh. Con học về rễ cây, thân cây và lá cây ạ. Con thích không? Tại sao con lại chọn cái lớp học khoa học tự nhiên này? Vì con nghĩ là sau khi học khoa học sẽ biết nhiều hơn về thế giới tự nhiên ạ. Những cách dạy mang tính thực tế, không gò bó như thế này, giúp cho nhiều trẻ cảm thấy thích thú khi học
mong muốn đi học và khám phá thế giới. So với một số các con của các bạn mình ấy, học này, xong về đi học thêm toán này, học thêm văn này, nói chung là học thêm đủ thứ. Nhưng mà con nhà mình thì mình cũng chỉ cho học ở trường thôi, và các môn năng khiếu mà cái môn nào bạn ấy thích thì mình cho học. Khi mà mình vào một cái môi trường mới, như nhất là đi vào lớp 1 rồi thì các cô là có kỷ luật riêng của trường, của lớp là phải theo. Thì là cháu cũng hơi phản kháng, cũng có phàn nàn lúc mới đầu, nhưng mà bây giờ thì là cháu đã hòa đồng với tất cả các bạn. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc các trẻ sợ học, nhưng phần lớn đến từ chương trình học quá nặng và dài, lại thêm phương pháp dạy của nhiều thầy cô còn thiếu sáng tạo và thụ động, khiến cho trẻ mất hứng thú. Chính vì thế, thay vì học tập vui vẻ, với nhiều bé, mỗi ngày đến trường là một ngày như bị tra tấn. Thứ nhất là đừng dồn cho con những cái áp lực quá lớn, và hãy để cho con được là chính mình, để cho những đứa trẻ có những cái năng lực riêng được thể hiện, được khám phá, được phát triển riêng và không theo cái nguyện vọng riêng của phụ huynh. Cái thứ hai nữa mình nghĩ là đến từ nhà trường, thì thầy cô giáo, những người làm sư phạm sẽ phải làm sao để truyền cho học sinh được những cái cảm hứng đối với các môn học bằng các cái phương pháp tương tác để cho mỗi một trẻ có thể phát huy được thế mạnh của mình. Sự xuất hiện của các mô hình học mà chơi, chơi mà học như thế này đã giúp cho nhiều học sinh giảm bớt được căng thẳng. Mỗi lần đến lớp là một lần trẻ được tự do khám phá, thỏa mãn trí tò mò của mình. Thưa quý vị, lần đầu tiên ở Việt Nam, dự án HOPE, Mộng Ước với 35 vở nhạc kịch sẽ được gửi đến khán giả Hà Nội liên tục trong dịp cuối năm 2016, đầu năm 2017. Thông qua HOPE, những người thực hiện muốn thay đổi định kiến thưởng thức lâu nay rằng nhạc kịch không phải là loại hình nghệ thuật xa xỉ, không chỉ dành cho khán giả trí thức mà còn hướng tới những người chưa từng bước vào rạp hát như giới bình dân, người lao động hay sinh viên. Dự án HOPE Mộng Ước gồm 3 vở nhạc kịch theo phong cách Broadway, lần lượt được công diễn là Đêm Hè Sau Cuối, Góc Phố Danh Vọng, Mộng Ước Không Xa Vời. Cả 3 vở nhạc kịch đều có một đặc điểm chung, đem lại cảm xúc vui vẻ, lạc quan và cảm giác gần gũi, quen thuộc bởi kịch bản đậm hồn Việt do đạo diễn trẻ Nguyễn Phi Phi Anh viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Đối với lần trở lại này thì tôi có mang theo một vở nhạc kịch mới, Mộng Ước Không Xa Vời. Đó thì nếu mà cần một cái gì đó mới mẻ thì tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ rất là muốn xem cái vở nhạc kịch mới của tôi. Đấy, còn tôi cũng rất là muốn làm lại 2 vở cũ. Đấy, bởi vì theo như tôi được biết thì những cái vở đó từ hồi xưa ấy, phần lớn những khán giả xem đều rất là yêu thích. Đấy, cho nên là tôi muốn là vừa giữ lại để sống lại những cái kỷ niệm cho chính bản thân mình. Đấy, và ngoài ra là những người nào mà chưa được xem thì tôi rất là mong là lần này họ có thể xem được cả 2 vở đó nữa, để hiểu được cả một cái bức tranh toàn cảnh về những cái vở nhạc kịch mà tôi đang làm. Những bản hit đình đám thời thượng của Lady Gaga, Bruno Mars, Britney Spears và những giai điệu bất tử của những vở nhạc kịch nổi tiếng như Cabaret, Grease, Night sẽ vang lên trên sân khấu HOPE với phiên bản Việt do Nguyễn Phi Phi Anh viết lời. Mỗi vở diễn sẽ gồm 35 diễn viên, 17 nhạc công và được diễn live tuyệt đối. Với tinh thần bất ngờ như là cuộc sống, Mộng Ước muốn phá vỡ định kiến thưởng thức về loại hình nghệ thuật nhạc kịch từ trước đến nay, không hàn lâm mà rất dễ hiểu và giàu tính giải trí như các loại hình nghệ thuật phổ biến khác như ca nhạc, điện ảnh. Ngoài ra, chương trình muốn gửi tới thông điệp vượt lên trên cả nghệ thuật, sống phải có niềm hy vọng và tin vào những mộng ước của chính mình, đặc biệt là người trẻ. Với giá vé 200-300.000 đồng cho 35 đêm diễn, HOPE muốn hướng đến 10.000 khán giả thuộc mọi tầng lớp. Bộ Y tế đang dự thảo đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế trong thời gian tới với 2 phương án, tăng từ 0,3 lên 0,5% mức lương cơ bản bắt đầu từ năm 2019. Mức tăng sẽ lũy tiến theo năm để đạt tới con số 6% vào giai đoạn năm 2021-2024. Cụ thể, dự kiến 2 phương án tăng mức đóng bảo hiểm y tế, một là điều chỉnh với mức 0,3% một năm, dự kiến năm 2019 là 4,8%, năm 2020 là 5,1%, 2022 là 5,4%, 2023 là 5,7%, 2024 là 6%. Hai là điều chỉnh với mức 0,5% một năm, theo đó dự kiến năm 2019 là 5%, 2020 là 5,5%, 2021 là 6%. Bộ Y tế cho biết tuy hiện nay quỹ bảo hiểm y tế vẫn có khả năng cân đối được đến hết năm 2018, nhưng cần phải nghiên cứu đề xuất tăng mức đóng từ bây giờ. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng cho phép các bộ trình chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế. Luật quy định tối đa là 6%, nhưng hiện nay đóng 4,5% lương. Với đề xuất này, thì Bộ Y tế cho biết dự kiến đầu tháng 1 hoặc tháng 3 năm 2017 sẽ thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp
cộng phụ cấp từ tháng 7 năm 2017, mức giá gồm chi phí trực tiếp cộng với phụ cấp cộng tiền lương. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đề nghị Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện mức giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có tiền lương từ nay đến cuối năm, dự kiến 3 đợt vào tháng 10, 11, 12. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã chính thức thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm an toàn thực phẩm. Cơ quan này cũng hy vọng với việc thiết lập đường dây nóng, việc tiếp nhận và xử lý các vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm sẽ được tiến hành nhanh gọn và hiệu quả hơn. Theo đó, mọi cá nhân và đơn vị khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm có thể gọi điện đến đường dây nóng qua số điện thoại 04-323-21-556 hoặc địa chỉ email tiếp nhận tin vi phạm a.vfa.gov.vn để phản ánh. Đơn vị này sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin, giao các đơn vị chức năng kiểm tra xử lý thông tin mà người dân phản ánh. Cục An toàn thực phẩm cũng hy vọng sẽ có sự đồng hành của người dân trong việc giám sát, phát hiện, đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực tế, thời gian qua, có rất nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm an toàn thực phẩm là do người dân phát hiện phản ánh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội. Đó là các số điện thoại 1900585826 của Sở Công Thương và số 043-3800115 của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và số 043-998-5765 của Sở Y tế Hà Nội. Theo phản ánh của người dân khu phố 1 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, nhiều năm qua, xí nghiệp giấy Trấn Yên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn đóng trên địa bàn đã không đảm bảo quy trình bảo vệ môi trường trong sản xuất, khiến nơi đây bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có văn bản yêu cầu xí nghiệp này chấm dứt hoạt động sản xuất giấy đế, tuy nhiên đến nay thì việc này vẫn diễn ra bình thường. Khói, bụi dăm, mùi hóa chất nồng nặc. Nguy hiểm hơn là sự ô nhiễm nguồn nước hiển hiện trong bất cứ giếng khoan nào tại thị trấn Cổ Phúc. Cái giếng này ngày xưa nó rất là trong, trong lắm này, bây giờ nó vàng. Hiện tại bây giờ cái nước này cho đến bây giờ là cũng không dùng được. Kể cả tắm rửa, không dám tắm rửa nữa. Sờ cái nước, cái nhớt mà bây giờ chỉ cần những người không quen thôi. Rửa chân tay hoặc tắm rửa, nếu như cái để nguyên thế ra ngoài mà không quen nước là sẽ bị mẩn ngứa. Trao đổi với phóng viên chúng tôi, bà Trần Thị Bình ở khu phố 1 cho rằng tình trạng ô nhiễm này đã diễn ra nhiều năm. Nguyên nhân được cho là do hoạt động của xí nghiệp giấy đế Trấn Yên nằm ngay giữa khu dân cư. Nhà máy giấy, cái bụi giấy này này, tức là kể cả là phơi quần áo, các cháu nhỏ là cũng không dám lộn trái đâu. Cứ tối đến là người ta xả nước xuống sông. Sức khỏe của mọi người ở đây tôi thấy nó không được đảm bảo lắm bởi vì chịu đựng cái ô nhiễm này nhiều năm rồi. Xí nghiệp giấy Trấn Yên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, trong quá trình hoạt động sản xuất giấy đế của xí nghiệp này có phát sinh nước thải, khói thải, tiếng ồn gây ô nhiễm đối với môi trường xung quanh. Được biết sau đó, xí nghiệp đã phải thay đổi nguyên liệu đốt lò sấy từ dầu FO sang củi. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường theo người dân vẫn không được giải quyết. Trong cái thời gian hoạt động thì cái chất thải của nó ra, cái thải nó thải toàn sút mà chưa có xử lý, là xuống thẳng dưới sông. Nước vẫn vàng. Và nếu như cả một cái dãy tầm cỡ khoảng độ mấy chục mét là bọt trắng nó cứ dài, khi mà ai mà đến nhìn là phát hiện được ra ngay. Từ năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã nhiều lần có văn bản yêu cầu xí nghiệp giấy Trấn Yên chấm dứt hoạt động sản xuất giấy đế tại khu phố 1 thị trấn Cổ Phúc. Trong đó, văn bản mới nhất yêu cầu xí nghiệp này phải dừng hoạt động trước ngày 5 tháng 8 năm 2016. Tuy nhiên, tại thời điểm chúng tôi ghi hình tháng 9 năm 2016, các xe chở vật liệu vẫn được đưa vào nhà máy. Dây chuyền sản xuất giấy đế vẫn chạy liên tục 3 ca một ngày đêm. Tôi cho rằng là cái thông báo của các cái cơ quan thẩm quyền nhà nước đối với các cái nhà máy nó chẳng có tác dụng gì cả. Hành vi đấy tôi cho rằng người ta coi thường pháp luật, coi thường các cái cơ quan có thẩm quyền. Lý giải về điều này, đại diện xí nghiệp giấy Trấn Yên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn cho rằng lệnh dừng hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái là quá gấp gáp. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì nó nhanh quá, thì doanh nghiệp là không kịp chuyển đổi.
Cũng theo ông này, công ty Hapaco Yên Sơn đã có đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho phép ký dài hoạt động sản xuất giấy đế để tạo việc làm cho hơn 100 cán bộ công nhân xí nghiệp, đồng thời có thời gian chuyển đổi sang dây chuyền mới. Tuy nhiên, trao đổi với ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, chúng tôi được biết tính đến thời điểm này chưa hề có văn bản nào của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho phép xí nghiệp giấy Trấn Yên kéo dài thời gian hoạt động. Chúng tôi sẽ báo cáo ban tỉnh cũng như là cũng phối hợp với ngành chức năng, có thể là ban tỉnh sẽ có văn chỉ đạo cứng rắn hơn hoặc là sẽ phối hợp với ngành chức năng để có hình thức là cắt điện để mà yêu cầu doanh nghiệp phải chấp hành thực hiện. Chỉ đạo đã có, gây tổn hại môi trường cũng có, nhưng liệu có sự nhân danh vì cán bộ công nhân hay không mà nhiều năm nay, mặc dù đã hết hạn giấy phép và bị dừng hoạt động nhưng vẫn sản xuất, thì có lẽ không chỉ là trách nhiệm của đơn vị này. Chuyên mục điểm báo ngày hôm nay xin được mở đầu bằng một bài viết đăng tải ở trên trang 12 của báo Tuổi Trẻ cuối tuần. Dưới ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp lần 4, những ai phải lo? Bài viết của tác giả là Phó sư tiến sĩ Lê Bảo Long, Viện Khoa học Quốc gia, Đại học Quebec ở Canada. Khác với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3, vốn dựa trên nền tảng công nghệ số và điện tử, máy tính, công nghệ viễn thông và Internet ra đời và phổ cập, cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đang tới với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, robot, Internet, vạn vật, khoa học, vật liệu, sinh học, công nghệ di động, không dây, mang tính liên ngành, sâu rộng hơn. Nhân tố con người đóng vai trò then chốt trong sự vận hành và thành công của cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bên cạnh sự tương tác, cộng sinh, khu vực đại học và công nghiệp thậm chí phải cạnh tranh trong một số trường hợp. Hoạt động nghiên cứu và phát triển của các tập đoàn công nghệ lớn, bao gồm cả các hoạt động nghiên cứu sâu về các công nghệ tiên tiến nhất lẫn các hoạt động phát triển sản phẩm, đang chiêu mộ nhiều chuyên gia và nhà khoa học xuất sắc tầm cỡ thế giới. Trong nhiều trường hợp, họ cạnh tranh khốc liệt với các đại học hàng đầu để lấy người tài. Trong nhiều trường hợp, các công nghệ đột phá được phát minh bởi nhóm nhỏ doanh nhân hay các nhà khoa học từ đại học. Họ sau đấy thông qua các cơ chế khởi nghiệp, hỗ trợ từ nhà nước và các nhà đầu tư để có nguồn vốn hiện thực hóa sản phẩm và đưa nó vào thị trường. Đội ngũ nhân lực tài năng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra các ý tưởng đột phá trở thành hiện thực. Vì thế, các yếu tố then chốt để ngành thành công trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư bao gồm hệ thống giáo dục xuất sắc, các quỹ nghiên cứu khoa học dồi dào và vận hành chuyên nghiệp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp năng động. Câu hỏi lớn là Việt Nam có thể gia nhập hiệu quả vào cuộc cách mạng này hay không? Tiếp theo xin chuyển sang một bài viết khác trên báo Vietnamnet với nhan đề Kế hiểm giúp Hà Nội thoát nạn tắc mọi ngã. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giống nhau về thực trạng quá tải xe cá nhân, trong khi hạ tầng giao thông thì chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn tới kẹt xe mà tập trung chủ yếu ở khu trung tâm, làn đường hẹp, nút giao ngã tư. Ngoài ra, nơi trung tâm thành phố có quá nhiều nhà cao tầng và các dịch vụ thiết yếu thu hút nhiều người tới, mật độ giao thông chỉ giãn ra vào dịp Tết hoặc nghỉ lễ dài ngày. Lỗi có thể do quy hoạch giao thông chưa phù hợp, phương tiện vận tải xe buýt vừa yếu vừa thiếu, thành ra người dân phải tự cứu lấy mình bằng cách sử dụng xe cá nhân. Và theo các chuyên gia thì để giảm ùn tắc cần khai thác có hiệu quả công trình giao thông, phân luồng phân tuyến hợp lý trên các tuyến đường để hạn chế xung đột giữa các phương tiện, giảm tắc đường. Thời gian hoàn thành các tuyến metro có lẽ còn khá lâu, phương án khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng khác vẫn là chủ đạo. Vậy nên đầu tư thêm xe buýt chất lượng cao về nội ngoại thất, nhân viên phục vụ tốt, không chạy ẩu, không bỏ trạm, ưu tiên làn đường cho xe buýt để hạn chế tắc đường giờ cao điểm, phân luồng hợp lý để rút ngắn thời gian so với xe cá nhân. Đặc biệt là giải quyết dứt điểm tình trạng chiếm dụng vỉa hè, xây dựng bãi giữ xe đủ sức chứa để người dân gửi xe máy, đi xe buýt, phương tiện công cộng. Hai việc này quan trọng, xem ra chúng ta đã làm đã chậm. Chuyên mục thị trường của Thời báo Kinh tế Sài Gòn dành để đăng tải bài viết của tác giả Phan Minh Ngọc, Thoái vốn nhà nước những nhận thức cần thiết. Thủ tướng Chính phủ mới đây đã đề nghị các bộ ngành đẩy nhanh quá trình thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp lớn, trong đó có Sapeco, Habeco, Vinamilk. Chủ trương thoái vốn tại những doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa đã được đề cập từ cách đây gần thập kỷ, nhưng rồi vì nhiều lý do đã diễn ra hết sức chậm chạp. Tại phiên họp mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã nói rõ tinh thần bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này là phải công khai, minh bạch, đưa lên sàn chứng khoán, đấu giá quốc tế, trong nước, công khai cả nhà đầu tư để chống tiêu cực, lợi ích nhóm, bảo toàn tối đa tài sản nhà nước. Điều này chứng tỏ việc bán vốn nhà nước trên sàn chứng khoán đã được Chính phủ nhận thức rõ là điều cần thiết. Vì vậy, sự chậm trễ trong thoái vốn nhà nước có lý do phần lớn là do sự chủ quan thiếu trách nhiệm của các cơ quan chủ quản, và lý do này cần được giải quyết trong những đợt thoái vốn tiếp theo trong tương lai.
Một lý do nữa vẫn thường được đưa ra để biện minh cho sự chậm trễ trong việc niêm yết và bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa là do thị trường không thuận lợi, ví dụ như do khủng hoảng kinh tế thế giới hay là sự e ngại là nếu thoái vốn dồn dập thì thị trường sẽ bội thực, không hấp thu được hết nên sẽ ảnh hưởng đến giá bán. Xin được tiếp tục phần điểm báo ngày hôm nay với một bài viết trên tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn với nội dung mới nửa mùa lo chuyện cả năm. Tình hình tiêu thụ sản phẩm nhà ở đang có dấu hiệu chậm lại. Điều này được dự báo tác động đến kết quả kinh doanh và chiến lược phát triển dự án của các chủ đầu tư trong những tháng còn lại của năm 2016. Dù báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của nhiều doanh nghiệp bất động sản thể hiện những chỉ số khá hấp dẫn từ doanh thu cho đến lợi nhuận, nhưng phần lớn là sự thừa hưởng sự thành quả của năm trước. Chẳng hạn như trường hợp công ty cổ phần đầu tư Nam Long, nửa đầu năm nay doanh thu thuần công ty đạt 1.067,7 tỷ đồng, tăng mạnh 159% so với cùng kỳ năm ngoái. Thực chất vấn đề đã được lãnh đạo công ty Nam Long đề cập tại cuộc họp đại hội cổ đông năm 2016 hồi tháng 4 vừa qua. Trả lời cổ đông về cơ cấu doanh thu, ông Stephen Chu, tổng giám đốc Nam Long cho biết một phần doanh thu của năm nay dựa trên những sản phẩm bán được trong năm ngoái, ước trên 1.000 tỷ đồng, tương ứng 30-40% mục tiêu doanh thu của cả năm. Cũng liên quan đến lực cầu của thị trường trong thời gian sắp tới, ông Lê Chí Hiếu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, cho rằng hoạt động giao dịch của thị trường bất động sản nhà ở, dù cao cấp hay bình dân, vẫn có nhu cầu, còn việc có giảm nhiệt hoặc tăng nhiệt tùy thuộc vào định vị của từng nhà phát triển với sản phẩm, vị trí dự án và nhiều yếu tố khác tác động như tiện ích dự án, kết nối hạ tầng, phương thức thanh toán mà chủ đầu tư áp dụng. Nhiều giáo viên đánh giá việc đổi mới thi tiếng Anh đang trong vòng luẩn quẩn khi liên tục chuyển từ trắc nghiệm sang tự luận. Thi trắc nghiệm 100% có thể là bước lùi môn tiếng Anh, nhận để bài viết đăng tải trên trang 20 trang 21 của Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Dự thảo thi Trung học phổ thông quốc gia với bài thi ngoại ngữ gồm 40 câu trắc nghiệm làm trong 60 phút gây nhiều băn khoăn cho giáo viên tiếng Anh. Cô Bạch Thúy Linh hiện dạy khoảng 100 học sinh trung học phổ thông và gần 2.000 học sinh online nhận định. Sau 2 năm đưa kỹ năng viết vào đề thi để tăng tính thực tiễn, giờ nếu quay về với hình thức trắc nghiệm 100% thì sẽ là bước lùi trong lộ trình nâng cao trình độ tiếng Anh của người trẻ Việt Nam. Bước lùi thể hiện ở chỗ, trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đổ tiền vào thay đổi sách giáo khoa theo hướng dạy 4 kỹ năng, đặt ra đề án ngoại ngữ 2020 với tiêu chuẩn giáo viên phải đạt trình độ tương đương với chuẩn quốc tế, yêu cầu học sinh phải dùng được tiếng Anh với nhiều kỹ năng, thì nay lại dự định thay đổi bài thi thành 100% trắc nghiệm và chỉ có 40 câu. Cô Linh chia sẻ là nếu với giáo viên dạy tiếng Anh, mỗi lần thay đổi hình thức thi là phải soạn mới tài liệu. Nếu thực sự muốn thay đổi cục diện, muốn học sinh dùng tiếng Anh hàng ngày thì nên chuyển hẳn hình thức thi gồm 4 kỹ năng. Cứ loay hoay tăng hay giảm tỷ lệ trắc nghiệm tự luận thì cuối cùng vẫn chỉ là ngữ pháp từ vựng, đọc viết không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Còn rất lâu trình độ tiếng Anh của người Việt Nam mới có thể cải thiện được. Có nhiều kinh nghiệm dạy tiếng Anh trên truyền hình, cô Mai Phương nhận định gói gọn kiến thức tiếng Anh trong lớp 12 trong 40 câu trắc nghiệm là rất khó vì ngoài ngữ pháp, câu hỏi từ vựng thuộc các chủ đề rất nhiều. Lượng câu hỏi ít dẫn đến việc nếu rơi vào chủ điểm không ôn kỹ, học sinh không làm được bài. Một đề thi với 40 câu trắc nghiệm và bỏ bài luận thì không khác gì là cổ súy cho các trường thi riêng, bởi nếu không tổ chức thi riêng thì chất lượng đầu vào sẽ kém. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay gặp gỡ đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Thanh Thúy để thấy rõ hơn về đời sống hôn nhân của các gia đình hoạt động nghệ thuật khi luôn phải đóng vai người của công chúng. Độc đáo lễ hội Xô Tông tại Tây Tạng với các vở nhạc kịch, trình diễn nghệ thuật dân gian, đua bò hay đua ngựa. Vào vai vị cơ trưởng hàng không Sully trong bộ phim cùng tên, Tom Hanks phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nghẹt thở và chỉ có 208 giây quyết định sự sống. Showbiz Việt có nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc, có thể kể đến như cặp đôi Anh Quân Mỹ Linh, Thúy Hạnh Minh Khang, Lý Hải Minh Hà, Thủy Tiên Công Vinh, vân vân. Những cặp vợ chồng nổi tiếng mà mỗi lần họ sánh bước bên nhau thôi, dường như cũng khiến bao người phải ghen tị. Thế nhưng vợ chồng showbiz hay bất cứ một cặp vợ chồng nào thì cũng có những mặt trái của hôn nhân, không dễ gì người ngoài có thể nhìn thấu hết được. Họ thì cũng có những nỗi niềm riêng, khó có thể chia sẻ cùng với ai và càng mệt mỏi hơn khi họ luôn phải đóng vai người của công chúng. Đó là lý do mà chúng ta thấy không ít cặp đôi mà ta thấy họ tình tứ khoác tay nhau đi sự kiện. Nhưng mà ngày mai thôi, đã dò dỉ thông tin là đường ai nấy đi rồi. Vâng, và là một trong những cặp đôi có mái ấm hạnh phúc bền vững nhất của showbiz Việt, đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Thanh Thúy nhiều năm nay đã thể hiện rõ là một cặp đôi vô cùng mãn nguyện với tổ ấm nhỏ xinh của mình. Dù trước khi về chung một nhà thì họ không ít lần bị gọi là một đôi đũa lệch,
khi ngoại hình chàng đạo diễn có phần hơi xấu trai so với cô diễn viên đáng yêu Thanh Thúy. Vâng, vậy thì tình yêu chân thành đã làm cho đôi đũa lệch này thay đổi, đang mỗi ngày cùng nhau nỗ lực như thế nào để có thể vượt qua hơn 8 năm hôn nhân cho đến thời điểm hiện tại. Mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi đến với nội dung câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Chào diễn viên Thanh Thúy. Từ khi vắng bóng trên màn ảnh để lui về làm công việc chính đó là một nhà sản xuất phim, thì không biết là một ngày của Thanh Thúy, của một doanh nhân Thanh Thúy mình diễn ra như thế nào ạ? Bắt đầu từ khi mở mắt ra thì việc đầu tiên của mình đó là chăm cho con mình đi học, lo ăn sáng xong. Thì trong lúc mà con mình ngồi ăn sáng thì mình sẽ check mail. Tiếp theo đó thì sẽ là những cuộc họp liên miên để mà bàn cho những cái kế hoạch của cái bộ phim đang làm, sắp làm và sẽ làm. Buổi ăn trưa của mình thì luôn luôn đó là sự kết hợp giữa ăn trưa và công việc, luôn luôn là sẽ ngồi ăn cơm cùng với đối tác. Có chồng là một đạo diễn và cũng là một đồng nghiệp làm chung một công ty thì chắc chắn là chị Thanh Thúy có sự hỗ trợ tối đa về mọi mặt phải không ạ? Đạo diễn gà nhà thì mình được cái lợi thế một chút xíu, đó là đạo diễn biết tiết kiệm cho mình. Anh Thịnh thì hỗ trợ Thúy về mặt ảnh làm đạo diễn, tác giả và diễn viên, chỉ hỗ trợ về cái phía đó thôi. Còn hiện nay thì Thúy đang là một nhà sản xuất phim, cho nên là tất cả những cái công việc của một nhà sản xuất phim dường như là Thúy phải tự làm hết. Nhân nói đến anh Đức Thịnh thì rõ ràng là người ta vẫn hay thấy là những cái cặp vợ chồng showbiz xuất hiện trước công chúng thì thường thường với cái những cái hình ảnh rất là ngọt ngào và hạnh phúc. Thế nhưng mà mặt trái của hôn nhân của những cặp đôi này, hay là cụ thể đây là cặp đôi Đức Thịnh và Thanh Thúy chẳng hạn, cũng có những cái điều riêng khó nói đúng không ạ? Mình thấy rằng là vợ chồng thì luôn luôn như là sóng chén. Nó không thể nào mà lúc nào cũng êm đềm mà không có khua được. Nhiều khi mình không có đụng vào vô tình thế thì nó cũng sẽ phát lên những cái âm thanh đó. Thì hiểu được điều đó rồi để mình biết được là đó là cái điều hiển nhiên trong cuộc sống. Cái quan trọng là vợ chồng với nhau thì có chia sẻ được với nhau hay không, và chia sẻ thì nó có đồng điệu hay không. Hiểu được cái điều đó thì cho dù nó có bất cứ vấn đề gì đi nữa thì mình có thể điều chỉnh được ngay lập tức. Bản thân tôi thì đã từng theo dõi một cái bài phỏng vấn của anh Đức Thịnh ở trên báo, và anh đã từng chia sẻ rất là thật rằng là bản thân anh cảm thấy khá là xa lạ với người vợ, một cô Thanh Thúy, khi mà cô ấy bất ngờ chuyển hướng sang làm kinh doanh. Vậy thì cái giai đoạn đó, giai đoạn mà chị hơn một năm trước khi mà mình chuyển hướng sang kinh doanh, chắc hẳn là bản thân Thanh Thúy khi mà mình quyết định như vậy, mình cũng đã rất là phải nỗ lực, đã rất là phải quyết đoán, và cuộc sống vợ chồng cũng không ít trông chênh phải không ạ? Thì đấy, mình là chủ công ty cho nên là mình không thể nào lúc nào cũng có thể cư xử một cách rất là mềm mại với tất cả mọi người được. Có những lúc chúng ta ra lệnh và tất cả mọi người phải làm theo. Cứ luôn luôn nghĩ rằng mình làm việc để làm gì? Nó không phải là tiền, nó cũng không hẳn là đó là cái niềm đam mê cá nhân của Thúy, mà làm việc để chúng ta được hạnh phúc. Vậy thì chúng ta lại nghĩ tiếp là thế nào đối với mình là hạnh phúc? Thì Thúy trả lời câu hỏi đó thì được, cho nên là đến bây giờ thì qua một cái khoảng thời gian, công ty cũng đã dần dần đi vào ổn định rồi và tất cả mọi thứ nó cũng sẽ ổn định theo. Được biết là chị cũng từng tâm sự mình rất muốn có thêm một bé nữa sau bé cà phê, thế nhưng mà hiện giờ thì chưa được vì là mình phải dồn sức cho công việc kinh doanh. Hẳn đây là một cái sự hy sinh của một người phụ nữ, của một cái doanh nhân Thanh Thúy. Và trước cái quyết định này thì không biết là anh Đức Thịnh cảm thấy như thế nào ạ? Riêng về cái việc con cái thì anh Thịnh rất là thoải mái, không có thúc ép mình phải có con một đứa hay hai đứa hay là bao nhiêu. Và cái chuyện mà mình không có con thì nó cũng không hẳn là do công việc kinh doanh, nó cũng rất là nhiều thứ. Nói tóm lại là việc mà có con á thì đúng là người ta nói là do ý trời. Khi mình quyết định đã chọn lựa cái công việc kinh doanh này á, đã một giây phút nào trong cái bước đường mình làm mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy có một cái chút hối hận nào về cái quyết định này của mình không? Khi mà cái hôn nhân của mình, trước khi mà mình vẫn là một cái cô diễn viên Thanh Thúy và một anh đạo diễn Đức Thịnh, một diễn viên Đức Thịnh, thì thật sự là vẫn là một cái hình mẫu khá là lý tưởng, khá là đẹp trong mắt những người hâm mộ.
Mình không nghĩ rằng là chính vì cái sự hâm mộ của mọi người trước cái hạnh phúc gia đình của mình mà mình lại bị làm áp lực là phải cố gắng giữ gìn hình mẫu đó đâu. Tất cả mọi thứ thì mình sẽ nương theo cái tự nhiên của cái cuộc sống. Và cho đến thời điểm bây giờ thì Thúy vẫn nghĩ rằng là sống trong cái cuộc đời này, đêm đêm ngủ mình cảm thấy yên ổn, nhắm mắt mình ngủ ngon. Như vậy đối với mình nó mới là quan trọng nhất, chứ nó không phải là vấn đề tiền bạc hay nó là công việc kinh doanh phát triển. Vì thế mình luôn luôn cố gắng mỗi ngày để có thể mình làm được cái điều đó mà mình đã nghĩ rằng như thế nào nó là hạnh phúc. Vậy thì nếu mà để nói với anh Đức Thịnh, một cái người chồng mà đã gắn bó với mình nhiều năm, đã có cái sự ủng hộ, tất nhiên là có những cái những giây phút cũng buồn rầu, cũng có những cái xung đột đúng không? Thế nhưng mà cái người đã có thể nói là cái người bên cạnh gần nhất ủng hộ mình trong cái bước đường mà chị đang đi, liệu mình có thể muốn nói gì với anh ấy ạ? Cho đến bây giờ thì Thúy vẫn nghĩ rằng là cái lựa chọn của Thúy vẫn là cái lựa chọn đúng của cuộc đời của Thúy. Những cái mà chưa hoàn hảo của anh Thịnh thì có thể thay đổi được, còn những cái mà anh ấy hoàn hảo thì rất hiếm có người có được sự hoàn hảo đó của anh ấy. Mình mong rằng sẽ được giống như trong những cái bộ phim ngôn tình đó, là khi chết thì hai người già nắm tay nhau và chết trên cái giường đó. Có thể nói rằng là cái tên cái cặp đôi Thanh Thùy Đức Thịnh thì nó đã là một hình ảnh quá đẹp trong lòng người hâm mộ rồi. Sẽ là một cái sự khập khiễng khi mà mình đang ngồi đây và mình lại nói về những cái cặp đôi showbiz khác. Thế nhưng mà chị cảm thấy sao? Liệu cái hình mẫu mà chúng ta mới nói là cái hình mẫu Thanh Thùy Đức Thịnh có phải là một cái áp lực để mà mình dù thế nào mình cũng phải giữ bằng được cái hình mẫu đó để mà không làm thất vọng về phía người hâm mộ ạ? Nếu như mà sống vì người khác mà không phải là sống vì cá nhân mình đó, thì nó rất là mệt mỏi. Và tại sao chúng ta lại tự bản thân mình làm cho mình mệt mỏi như thế? Cho nên là nếu thực sự cảm thấy rằng là không phù hợp nữa, không hòa hợp nữa, thì mình cũng sẵn sàng nói rằng là thôi mình sẽ để cho anh ấy hạnh phúc, chứ không được thế nào mà vì dư luận, vì một ai đó mà để mà ráng gìn giữ cái hạnh phúc gia đình này cả. Với những cặp vợ chồng bình thường để mà cùng nhau trải qua 3 năm hôn nhân đã là một điều khá là khó khăn. Với những cặp vợ chồng trong showbiz như là Thanh Thúy và Đức Thịnh thì có lẽ điều đó còn khó khăn hơn nữa. Vậy thì không biết bản thân chị, bản thân anh chị đã phải nỗ lực như thế nào để mà mình giữ được lửa hôn nhân đấy? Nó là nỗ lực hàng ngày và thậm chí là hàng giờ mọi người ạ. Bởi vì cuộc sống thì cứ càng ngày nó càng nhanh và xã hội phát triển lại càng hiện đại. Đừng có nói rằng là chúng ta không có thời gian. Nếu như mà ai nói với bạn không có thời gian thì đồng nghĩa với việc là người đó không có yêu bạn mà thôi. Nếu như mỗi buổi sáng ngủ dậy và chúng ta nhắn một cái tin nhắn, em chúc anh một ngày mới vui vẻ, hoặc là mình nói cho người kia biết là anh ơi em mới ngủ dậy nè, anh dậy chưa, vân vân, một cái tin thôi, không cần gọi điện thoại nữa tốn tiền, rồi người kia trả lời lại một câu thôi, rồi lại là mình đã yên tâm. Chúng ta cứ quan tâm nhau bằng những cái cử chỉ, những cái hành động mỗi ngày như thế, mỗi giờ như thế. Có thể là sẽ rất là bận, một ngày ngập mặt từ sáng tinh mơ cho đến tận buổi chiều luôn. Nhưng khi nào mà chúng ta vừa hết bận một cái, là chúng ta nhớ tới cái người yêu của mình, tới cái người bạn đời của mình liền, để mà mình bóc cái điện thoại lên, mình hỏi đang làm gì vậy. Thì đấy cũng là một cái tình yêu mình dành cho họ và sự quan tâm mình cho họ. Và chính bản thân của họ cũng sẽ cảm nhận một cách rất là sâu sắc tình cảm của mình dành cho họ là như thế nào. Và tự nhiên họ cũng sẽ dành lại cho mình như thế. Cứ mỗi ngày trôi qua, những cái sự kiện, những cái sự cố trong cuộc đời, nó chỉ giúp cho tình yêu thật sự sẽ ngày càng thắt chặt với nhau mà thôi. Và sẽ làm cho chúng ta ngày một yêu quý và trân trọng nhau thêm mà thôi. Cảm ơn chị Thanh Thùy đến với chương trình Câu Chuyện Buổi Sáng, và chúc cho cuộc sống của anh chị sẽ ngày càng hạnh phúc hơn, sẽ càng ngày càng đơm hoa kết trái hơn, cũng như là công ty Thiên Phúc thì sẽ ngày càng phát triển hơn ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay thì chỉ riêng chương trình VTC này, Thúy đặc biệt có một cái cảm xúc rất là nhiều đối với chương trình. Vừa rồi là nội dung câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi, và chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin sự kiện dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 13 tháng 9.
Ngày hôm nay là ngày cuối triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý năm 2016 tại Sơn La. Tại triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, văn bản hiện vật, ấn phẩm và bản đồ, tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố theo các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế. Trong đó có các nhóm tư liệu quý như các hình ảnh hiện vật về công cuộc xây dựng, thực thi chủ quyền và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra hội sách mùa thu 2016 tại Hà Nội. Đã có nhiều hoạt động bổ ích diễn ra tại ngày hội từ ngày 9 tháng 9 cho đến nay, như là các chương trình giao lưu độc giả, tác giả giới thiệu nhiều cuốn sách mới xuất bản cùng với sự tham gia của các diễn giả, tiến sĩ văn học Đoàn Hương, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà báo Đỗ Quang Hạnh. Khách tham dự cũng được giao lưu với giáo sư Ngô Bảo Châu và tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Hiệp hội Xi măng Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Khải Thịnh tổ chức hội thảo nhiệt khí thải phát điện và nâng cấp vận hành nhà máy xi măng. Việc tận dụng nhiệt khí thải lò nung để phát điện không còn mới lạ đối với các quốc gia có ngành công nghiệp xi măng phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan. Ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ cũng như tận dụng các chất thải để tái chế nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất đang rất được quan tâm và chú ý. Ngày hôm nay, Hội thảo giao thương cơ hội hợp tác kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Nam-Mexico diễn ra tại Hà Nội. Đây là chương trình do Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Mexico và Hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu của Mexico tổ chức nhằm hỗ trợ thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mexico. Ngày hôm nay, nhiều hoạt động lễ hội dạo cổ Hoài Lang Bạc Liêu sẽ được diễn ra như hội thi ẩm thực, liên hoan đờn ca tài tử ba tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau mở rộng với sự tham dự của 18 tỉnh thành Đông Tây Nam Bộ. Thi đối đáp bản dạ cổ Hoài Lang, vọng cổ, ca cổ, hò, vè, thơ ca. Lễ hội với nhiều hoạt động phong phú, hứa hẹn sẽ mang lại những ngày vui chơi, giải trí thú vị ấn tượng đối với những người mộ điệu sân khấu cải lương. Ngày hôm nay, gã khổng lồ Apple chính thức được tung ra iOS 10 và khai tử iPhone 4. iOS 10 được xem là bản cập nhật hệ điều hành iOS mang nhiều cải tiến nhất trong lịch sử của Apple. Với số thứ tự 10, Apple mang tới cho người dùng tổng cộng 10 cải tiến đáng kể nhất, như thiết kế lại màn hình khóa, thông báo chi tiết hơn, thêm nhiều cử chỉ tương tác nhanh với ứng dụng và tăng cường hỗ trợ 3D Touch. Cũng từ ngày hôm nay, Apple chính thức đưa iPhone 4 và một loạt model đời cũ vào danh sách các thiết bị không được hỗ trợ trên toàn cầu. Điều này cũng có nghĩa việc sửa chữa thay thế với model này khó khăn hơn khi phải thực hiện thông qua các dịch vụ ngoài. Một nghiên cứu mới được công bố về dịch virus Zika được đăng tải trên tạp chí Cell vào hồi cuối tuần vừa qua. Theo đó, thì các nhà khoa học đã phát hiện virus Zika có thể sống trong mắt người và có thể lây lan thông qua nước mắt. Theo đó, các nhà khoa học đã xem xét ảnh hưởng của việc nhiễm virus Zika trong con mắt của thai nhi, trẻ sơ sinh và ở những con chuột trưởng thành. Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm bằng cách cấy virus Zika vào cơ thể chuột qua da của chúng, tương tự như cách con người bị nhiễm Zika do muỗi đốt. Và họ thấy virus Zika sống trong mắt của loài động vật ngậm nhấm này 7 ngày sau đó. Theo nghiên cứu, hiện vẫn còn chưa rõ cách thức virus Zika nhiễm vào mắt như thế nào, song có một khả năng là nó vượt qua hàng rào máu võng mạc, ngăn cách mắt từ máu, đi dọc theo dây thần kinh thị giác kết nối não và mắt. Theo giáo sư Jonathan Miner, đồng tác giả nghiên cứu, điều này cho thấy nhiều khả năng người lành có thể bị nhiễm virus Zika khi tiếp xúc với nước mắt của bệnh nhân. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết thêm, 1/3 trẻ sơ sinh bị nhiễm Zika trong bào thai bị mắc các bệnh về mắt như viêm thần kinh thị giác, tổn thương võng mạc hoặc mù. Trong khi đó, ở người lớn, Zika có thể gây ra viêm kết mạc và trong một số trường hợp hiếm gặp còn có thể gây viêm màng bồ đào, một tình trạng trong đó một phần của bức tường mắt bị viêm và có thể dẫn đến việc mất thị lực vĩnh viễn. Các nhà khoa học cũng đang có kế hoạch mở rộng nghiên cứu này tới những người bị nhiễm virus Zika. Mới đây, một tử tù phạm tội giết người tại Las Vegas đã bị bắt trở lại sau khi cố trốn thoát khỏi phòng thẩm tra. Được biết, hắn đã bẻ còng số 8 rồi trèo qua lỗ thông gió để trốn thoát khỏi phòng cảnh sát Las Vegas. Đối tượng được xác nhận là Alonso Perez, 25 tuổi. Kẻ giết người này đã lợi dụng lúc phòng thẩm vấn không có ai để trèo qua cửa thông gió và trốn thoát. Tuy nhiên cuối cùng, hắn ta đã bị bắt lại 5 ngày sau khi trốn thoát khỏi phòng điều tra ở phía bắc Las Vegas. Sau khi thoát ra khỏi, Perez đã lẻn ra ngoài cửa và ăn trộm một chiếc xe tải để trong bãi đỗ xe.
Giới chức trách sau đó cho biết đã có nhân chứng nhìn thấy hắn ta là chiếc xe đó ngoài đường. Tuy nhiên khoảng vài giờ sau, người ta phát hiện chiếc xe đó bị bỏ lại ở vùng ngoại ô phía đông Las Vegas. Sau đó vài ngày, cảnh sát và FBI đã bắt được Perez trong một ngôi nhà cách vị trí chiếc xe được bỏ lại không xa. Perez gần như không chống cự khi bị bắt và cũng không có vũ khí bên người. Đây là vụ trốn thoát thứ hai xảy ra trong năm nay tại một sở cảnh sát Las Vegas. Nhiều người muốn nuôi thú cưng như chó hay mèo chẳng hạn để bầu bạn. Thế nhưng họ vẫn thường băn khoăn không biết chăm sóc chúng như thế nào khi hàng ngày phải bận bịu với công việc ở công ty, ở cơ quan. Giải pháp hiệu quả trong trường hợp này đó là các trung tâm giữ thú cưng. Vâng, trung tâm mang tên Happy Tail Doggy Daycare tại thành phố của bang Tennessee của Mỹ là một ví dụ của loại hình dịch vụ mới này. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tham quan trung tâm qua những hình ảnh sau đây. Happy Tails Doggy Daycare, một trung tâm dành riêng cho chó cưng, có diện tích gần 2.000 m² với các khu vui chơi, chăm sóc thú cưng trong nhà và ngoài trời. Được gửi ở trung tâm này, những con chó cưng sẽ được vui chơi cùng các bạn đồng loại khác, được cho ăn với chế độ dinh dưỡng phù hợp. Bên cạnh đó, chúng còn được tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như tắm nắng, vui đùa. Ngoài ra, ở trung tâm này, chó cưng còn được làm đẹp với các dịch vụ như chải chuốt, cắt tỉa lông. Trung tâm có camera giám sát qua Internet, do đó chủ nhân có thể quan sát các thú cưng của họ bất cứ lúc nào từ xa. Chủ nhân có thể đến đón thú cưng sau khi xong việc hoặc đăng ký dịch vụ đưa đón tại nhà do trung tâm cung cấp. Thậm chí nếu bận việc hay đi công tác xa vài ngày, họ có thể gửi các chú khuyển qua đêm tại đây mà không cần phải lo lắng. Dịch vụ trông giữ thú cưng này hứa hẹn sẽ ăn nên làm ra khi ngày càng nhiều người muốn nuôi chó cưng, mèo cưng nhưng cuộc sống công việc hàng ngày lại quá bận rộn. Thưa quý vị các bạn, với những người từng nuôi thú cưng thì việc kiểm tra trọng lượng của con vật nuôi là chuyện rất đỗi bình thường nhằm dễ dàng kiểm soát trọng lượng cũng như sức khỏe của chúng. Thế nhưng tại một vườn thú, trong đó có vườn thú London ở nước Anh, nơi có đến 18.430 cá thể động vật, thì có lẽ công việc này không hề đơn giản, nhất là đối với các loài vật hiếu động như khỉ hoặc là to lớn như hiệu cào cổ. Tại khu nuôi khỉ sóc, các nhân viên vườn thú phải mất rất nhiều thời gian để dụ lần lượt 19 con khỉ sóc bé nhỏ, thích nhảy nhót ở yên trên bàn cân. Cuối cùng họ đã phải dùng những trái hạnh mà loài vật này rất thích ăn, chiêu dụ chúng đứng trên cân đủ lâu để có thể đọc được số đo trọng lượng của chúng. Các nhân viên phải hiểu rõ hành vi từng loài vật, đồng thời phải hết sức kiên trì mới có thể chiêu dụ chúng bước lên cân. Việc xác định trọng lượng của những con sư tử cũng không hề dễ dàng. Ngoài ra, các nhân viên tại đây còn phải đo chiều cao của từng cá thể thuộc loài mèo lớn này. Theo đó, họ đặt những cái cánh gà, miếng thịt phía trên kích thước khổng lồ. Thế nhưng do thời tiết nóng bức, nhiều cá thể sư tử đã chẳng thèm động đến những miếng mồi ngon, mà thay vào đó chúng di chuyển xuống mép nước cho mát. Riêng những con chim cánh cụt thì rất dễ xử lý. Chỉ cần dùng vài con cá dụ chúng lên bờ, các nhân viên đã có thể bế từng con đặt lên bàn cân để xác định trọng lượng một cách dễ dàng. Con vật nặng nhất vườn thú là một cá thể hiêu cao cổ với trọng lượng lên đến 860 kg, còn loài nhẹ nhất là kiến cắn lá, chúng nhỏ bé tới nỗi nặng chưa đầy 1 gram. Với tổng cộng 712 loài vật khác nhau đang nuôi dưỡng, các nhân viên vườn thú London đã phải sử dụng rất nhiều loại cân cũng như vận dụng nhiều chiêu trò khác nhau mới có thể hoàn thành công việc. Các dữ liệu này rất quan trọng để kiểm tra sức khỏe tổng quát cho con vật và đây cũng là một cách hay để xác định cá thể nào đang mang thai. Lễ hội Sô Tôn hay còn gọi là lễ hội sữa chua, nổi tiếng là một trong những sự kiện truyền thống lớn nhất đối với người dân khu tự trị Tây Tạng phía Tây Nam Trung Quốc. Với nhiều hoạt động sôi nổi thú vị, sự kiện này không chỉ giúp Tây Tạng thu hút nhiều du khách đến tham quan mà còn tạo một động lực mạnh mẽ cho khu vực này phát triển kinh tế. Chào mừng lễ hội, các con phố ở khu tự trị Tây Tạng được trang trí đẹp mắt với băng rôn, lá cờ nhiều màu sắc. Quảng trường cung điện Putala thì trở nên nổi bật với tác phẩm lồng đèn đỏ khổng lồ được kết bằng hoa tươi. Khung cảnh đẹp cùng sự rộn rã náo nức đã thu hút nhiều du khách đến đây tham quan và chụp ảnh. Bên cạnh khung cảnh đẹp mắt, lễ hội Sô Tôn năm nay còn gây ấn tượng với các du khách với 11 sự kiện độc đáo, trong đó bao gồm cuộc thi đi bộ đường dài qua hồ Nam So, cuộc thi đánh cờ, vẽ tranh, viết chữ đẹp, các cuộc triển lãm nghệ thuật cũng như một loạt các hoạt động chủ đề của lễ hội tổ chức trên các trang mạng xã hội. Một nhóm các chuyên gia về thực phẩm từ vùng lãnh thổ Taiwan đã được mời đến tham dự sự kiện nhằm giới thiệu ẩm thực, những món hàng đặc trưng của họ cũng như giao lưu văn nghệ với người dân địa phương. Theo tiếng địa phương, Sô Tôn có nghĩa là lễ hội sữa chua.
Sự kiện hấp dẫn này vào năm ngoái đã giúp Tây Tạng thu hút được nhiều dự án đầu tư kinh doanh có tổng giá trị lên đến 19,5 triệu nhân dân tệ. Chính quyền địa phương hy vọng con số này sẽ tăng cao hơn thế trong sự kiện năm nay. Mùa thu này, nam diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Hollywood Tom Hanks sẽ chính thức quay trở lại màn ảnh rộng với vai chính Sully trong tác phẩm cùng tên, dựa trên một sự kiện có thật từng gây chấn động lịch sử hàng không Hoa Kỳ và thế giới vào hồi năm 2009. Với vai vị cơ trưởng hàng không Sully này, Tom Hanks sẽ phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nghẹt thở và chỉ có 208 giây quyết định sống còn. Dưới bàn tay đạo diễn của Clint Eastwood, lần đầu tiên, phi vụ giải cứu 155 hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không US Airways đáp xuống dòng sông Hudson dưới sự điều khiển của cơ trưởng Chesley Sully Sullenberger được tường thuật một cách chi tiết, sống động, cùng với những câu chuyện chưa bao giờ kể. Đoạn clip mở đầu với đoạn Sully hồi tưởng về những hình ảnh và âm thanh đầy ám ảnh trong tai nạn, sự kiện mang tính lịch sử. Chuyến bay mang mã hiệu 1549 gặp trục trặc ở cả hai động cơ, ngay sau khi cất cánh ở độ cao 850 mét. Để cứu sống sinh mạng của 155 hành khách, cơ trưởng Sully phải đưa ra quyết định mạo hiểm trong tình huống mà không ai được huấn luyện cho một sự cố như thế, bằng cách đáp xuống con sông Hudson ở gần đó. Cú hạ cánh an toàn tôn vinh Sully như một người hùng của nước Mỹ và được báo giới nhắc đến với tên gọi phép màu trên sông Hudson. Tuy nhiên, ít ai ngờ được, trong cuộc điều tra về nguyên nhân tai nạn và cú đáp ngoạn mục của Sully, không ít rắc rối đã xảy đến với vị cơ trưởng với những bằng chứng dường như đặt ra nghi vấn và chống lại quyết định táo bạo của ông, như chính Sully đành phải thừa nhận. Hơn 40 năm trên không mà cuối cùng tôi lại bị phán xử bởi 208 giây. Sully với sự tham gia của tài tử Tom Hanks là tác phẩm tiểu sử thứ tư của Clint Eastwood sau thành công của G. Edgar 2011, Jersey Boys 2014 và American Sniper 2014. Sully hứa hẹn sẽ là một trong những con át chủ bài của hãng Warner Bros. Trong mùa giải thưởng điện ảnh 2015-2016. Chiếc váy mà nữ minh tinh Marilyn Monroe từng mặc trong sự kiện lịch sử cuộc đời cô khi cô hát Happy Birthday, Mr. President, mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ Kennedy, giờ đây đã được đem bán đấu giá. Theo đó, mức giá kỳ vọng dành cho chiếc váy ở mức 3 triệu đô la Mỹ, hơn 66 tỷ đồng. Trong sự kiện trọng đại này, Marilyn Monroe đã lựa chọn chiếc váy ôm sát, trong suốt, màu da người và được đính bằng tay với hơn 2.500 viên đá lấp lánh. Đứng trên sân khấu, Marilyn Monroe tỏa sáng lung linh, rực rỡ như một bà hoàng, cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật ngày Tổng thống. Mặc dù phần trình diễn của Marilyn chỉ kéo dài khoảng 30 giây, nhưng tới hơn 50 năm sau, người ta vẫn phải nói về màn trình diễn trừ danh này. Đây là một trong những màn biểu diễn nổi tiếng nhất của văn hóa đại chúng Mỹ. Được biết, chiếc váy do nhà thiết kế gốc Pháp nổi danh ở Hollywood, Jean Louis thiết kế. Hiện chiếc váy đang thuộc quyền sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân. Người này đã mua chiếc váy tại cuộc đấu giá những di vật của Marilyn Monroe hồi năm 1999 với giá 1.267.000 đô la Mỹ, hơn 28 tỷ đồng. Gần 5 năm sau khi ca khúc đầu tay Friday bị chê bai một cách thậm tệ, tệ đến mức bị gán mác thảm họa YouTube, Rebecca Black vừa trở lại với một sản phẩm âm nhạc mới mang tựa đề The Great Divide. Bản ballad này đã cho thấy một Rebecca trưởng thành hơn về cả giọng hát lẫn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.